thiếu may mắn một tí là máy của em bị lỗi ạ. Nên là em sẽ phải chuyển sang ca chiều. Lúc mà máy bị lỗi thì các thầy cô cũng cố gắng sửa chữa nhưng mà quá 30 phút nên là không sửa chữa kịp. Em thi ở phòng 4 và phòng em thì chỉ có một trường hợp của em thôi. Tổng số thí sinh có mặt là 6.292 thí sinh, chiếm tỷ lệ 95,52%, và điểm thi có tỷ lệ có mặt cao nhất đạt 97%. Thì như vậy tỷ lệ thí sinh dự thi như vậy là cao hơn hẳn so với tỷ lệ các cái năm, nếu tính 5 năm liền trở lại đây so với kỳ thi theo phương thức cũ thì chưa có năm nào tỷ lệ thí sinh dự thi đạt cái tỷ lệ cao như thí sinh dự thi trong ca buổi sáng ngày hôm nay. Và một điều đặc biệt đấy là tính cho đến giờ này là không có một thí sinh nào bị xử lý kỷ luật. Và như vậy là bản thân cái phương thức thi này nó cũng khiến cho thí sinh tự nhận thức được rằng sẽ không có sự trợ giúp nào về phía tài liệu cũng như trợ giúp bên ngoài. Cho nên là các thí sinh đã tự giác trong quá trình làm bài.